Lisa kính chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày thứ ba, 26 tây tháng 2 năm 2019. Chương trình khai dương trí bắt đầu. Trước khi vào chương trình, Lisa kính mời toàn thể quý vị và các bạn thân mến hãy nghe một bài nhạc nước Nam của người Việt Nam. Mời quý vị và các bạn hãy thưởng thức. Chương trình Lisa cảm ơn chú Cường ở bên Japan, Nhật Bản đã gửi thư cho Lisa và gửi chi phiếu 700 đô la bằng cái money order. Cháu Lisa thương mến, đầu thư xin cầu chúc Lisa được vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào, vui vẻ, trẻ đẹp
và mãi mãi dễ thương của người con đất Việt. Đặc biệt là dũng mãnh, can cường, bất khuất, vượt qua mọi gian nguy để tiến tới thành công, đó là cứu nước Việt Nam, cứu dân tộc Việt Nam thoát khỏi chế độ độc tài của Đảng Cộng sản. Và cũng gửi lời đến các chiến sĩ tại quốc nội ngày càng phát huy lực lượng với những chiến công vang lừng hiền hách để khởi động lòng yêu nước của toàn dân Việt Nam vùng lên xóa bỏ chế độ cầm phỉ độc tài ngu hèn lạc hậu và đánh đuổi giặc Tàu ra khỏi đất nước Việt Nam được bình an vô sự và bảo toàn lực lượng. Toàn dân phải vùng lên để cứu lấy mình, gia đình mình và dân tộc của mình. Im lặng, thụ động sẽ bị mất nước và sẽ bị diệt vong. Hèn với giặc Tàu là mất nước Việt Nam, ác với dân là mất Đảng Việt Cộng. Cho nên toàn dân phải giải tán Đảng Cộng sản. Nhân quyền trước hết. Nhân quyền là điều kiện đầu tiên và bắt buộc nhà cầm quyền Việt Cộng Đảng Cộng sản phải thực thi một cách nghiêm chỉnh các điều kiện mà đã ký kết với cộng đồng quốc tế. Toàn dân Việt Nam phải biết là Đảng Cộng sản đã ký với quốc tế và công nhận là toàn dân Việt Nam phải có nhân quyền. Còn cho nên đừng để cho Đảng Cộng sản tiếp tục cai trị. Năm vừa qua 2018, các nghị viên châu Âu đã mạnh mẽ thẳng tay bác bỏ việc thông qua hiệp định vì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Cộng đã không rõ ràng minh bạch, không có bất kỳ cải thiện nhân quyền nào để có thể chứng minh cho quốc tế thấy trước cộng đồng, mà họ chỉ nói quanh co, dối trá, lại hứa suông, hứa lèo. Vì thế các nghị viên châu Âu nay đã biết rất rõ về sự dối trá của cái đảng mafia Việt Giang, Việt Cộng, nên đã chặn hàng hóa và hiệp định thương mại của châu Âu và thẳng tay không dung tha bọn Việt Cộng đã và đang vi phạm nhân quyền tại Việt Nam rất là trầm trọng. Không cải thiện nhân quyền tại Việt Nam thì mãi mãi sẽ không có hiệp định ISTA đối với châu Âu, gọi là hiệp định kinh tế với châu Âu. Tàu Cộng là một dân tộc với bản chất của họ, hành động của họ, cách cư xử của họ thật đáng tổn lộn, hèn hà nhất, già man nhất, khốn nạn nhất, ngồ ngáo nhất và mất dạy nhất. Họ đã ngang nhiên xâm chiếm giết hại hàng triệu triệu người dân Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông một cách trắng trợn và thô bỉ của một lù cướp. Hoàng Sa, Trường Sa cũng bị Tàu Cộng ngang nhiên cường chiếm bằng vũ lực. Dân tộc Việt Nam của chúng ta hàng ngàn năm qua đã đại thắng quân Thanh, quân Tàu xâm lược. Các vị anh hùng Trần Hưng Đạo, Lý Thái Tổ, Hai Bà Trưng, Quang Trung Nguyễn Huệ, vân vân và vân vân đã giữ vững Giang Sơn Việt Nam cho đến ngày hôm nay cho con cháu Việt Nam. Nay bọn Tàu Cộng thay đổi chiến thuật tầm ăn dâu, vớt dầu luôn với mục đích là xâm chiếm đất nước Việt và tiêu diệt dân tộc Việt Nam, giết chủng toàn dân Việt Nam, giết chết từ từ bằng thực phẩm độc hại, bằng môi trường ô nhiễm, bằng không khí dơ bẩn, khói đen mù mịt, hôi thối vô cùng. Bởi các nhà máy cổ lồ xì, lạc hậu của Tàu Cộng đã tràn sang lớn nước Việt Nam khắp các tỉnh thành. Vô phước thai cho cả một dân tộc Việt Nam đã sinh ra một bọn quái thai ăn cướp, vừa ngu, vừa ngốc, vừa tham lam, vừa độc ác, đó là Đảng Cộng sản. Và đồng ý làm thái thú, làm tay sai đắc lực cho lũ Tàu Cộng, cho nên đất mẹ Việt Nam mới thê thảm như ngày hôm nay. Nên đã và đang bị Tàu Cộng mua chuộc tất cả. Bộ chính trị Tàu Cộng, quốc hội thì bù nhìn Tàu Cộng, quân đội cũng thuộc về Tàu Cộng, công an cũng thuộc về Tàu Cộng. Thủ đoạn xuất khẩu lao nô rất thâm hiểm và độc ác. Một, đẩy ra nước ngoài làm vô hiệu hóa giới trẻ là lực lượng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Bởi những người đi lao nô đều có sức khỏe, có thể đứng lên để làm một cuộc bạo động
y như Venezuela. Nhưng mà Tào Cảm đã âm thầm cấu kết với lũ tay sai của đảng Cộng sản để lùa hết những người thanh niên và những người gái trai trong lứa tuổi mạnh và lớn thì đưa ra để làm nô lệ, để gom đô la về cho đảng, đem ngoại tệ đô la về Việt Nam để nuôi chế độ Việt Cộng để mà tiếp tục tồn tại. Sau ngày 30 tháng 4 1975, người Việt bỏ nước tị nạn cộng sản, vượt biên bằng đường biển hay đường bộ, chín phần chết một phần sống, sự đánh đổi rất là to lớn. Hiện nay số người tị nạn cộng sản đã có cuộc sống ổn định, làm ăn kinh doanh khấm khá, họ đã và đang gửi đô la về giúp đỡ cho bà con thân nhân ngày càng nghèo bởi chế độ cộng phỉ tại Việt Nam. Đảng Cộng sản đánh tâm lý, biết được sự việc kiện này cho nên tha hồ mà cứ việc giải phóng mặt bằng, cướp đất hoặc là làm trắng trợn làm tiền những doanh nghiệp nào có người thân ở nước ngoài gửi tiền về để làm ăn và bắt buộc phải đóng thuế để mà nuôi đảng thổ phỉ cộng sản. Cho nên toàn dân Việt Nam phải nên nhớ điều này mà đừng làm ăn hoặc là không đóng thuế để duy trì chế độ. Người Việt ở hải ngoại gửi tiền về Việt Nam giúp đỡ người thân đã vô tình gián tiếp góp phần nuôi đảng Việt Cộng tồn tại, hồi sinh nền kinh tế xã hội chủ nghĩa đang bị sụp đổ từ ngày ở các nước cộng sản. Nếu Việt Nam không có Việt Kiều, không có người Việt tị nạn gửi tiền về, chắc chắn toàn dân Việt Nam sẽ nổi lên y như Venezuela, còn có thể sớm hơn là dân Venezuela. Bởi Venezuela còn có những cái mỏ dầu để mà chúng còn sống lâu dài, nhưng Việt Nam thì kể như là không biết khai thác mỏ dầu gì cả. Chắc chắn nếu không có người Việt tị nạn trên 4 triệu người ở khắp thế giới thì toàn dân Việt Nam sẽ đói rã ruột và sẽ đứng lên. Cho nên đảng Cộng phì cố chạy theo bám víu, đổi đất, liếm khu, rồi tôn vinh kiều bào yêu nước, nhường khúc ruột thừa ngàn dặm vân vân và vân vân, lại đưa những tên ca sĩ, nghệ sĩ về để ca hát ở bề bên ngoài để làm chánh trị. Tại sao vậy? Bởi vì là đường đàn ta đi quang vinh xào trá, lừa đảo, mị dân, không làm gì cả, không lao động, bất tài vô dụng, ngồi chơi xôi nước, thụ hưởng hàng tỷ đô la mỗi năm. Bốn tốt của đàn đì Việt Cộng và Tàu Cẩm là láng giềng ăn cướp, xâm lược, bạn bè lưu manh, đồng chí mất dạy, đối tác dối trá, lừa đảo. Đó là những gì mà thực tế xảy ra về chuyện làm ăn của đảng Cộng sản Tàu Cẩm và Việt Cộng. 16 cuộc phân dơ bẩn tương lai tăm tối đã 74 năm 1945 tới 2019, đất nước Việt Nam đã tụt hậu rất xa, có thể nói đến hàng thế kỷ so với các nước trên thế giới. Thế giới cạnh tranh phát triển từng ngày từng giờ và từng phút từng giây. Thí dụ đi toilet thì chỉ cần tuột quần xuống và kéo quần lên mà thôi, máy móc đã rửa vệ sinh, xâm khô, sạch sẽ. Xã hội hiện nay tại Việt Nam là địa ngục của trần gian. Một xã hội có đáng sống hay không? Một dân tộc mà khi ra nước ngoài bị khinh rẻ, bị xa lách, bị đề phòng, kẻo bị trộm cắp, thấy nhục quốc thề chưa? Ai, cái đảng nào đã tạo ra, đã đem lại một đất nước lạc hậu và bị thế giới khinh bỉ như thế ngàn, như thế này? Những người lao nô lao động làm nô lệ ở các nước Đông Nam Á, từ Singapore, Malaysia, Indonesia mới thấy người ta khinh bỉ người dân của xã hội chủ nghĩa, đảng Cộng sản cai trị như thế nào? Có phải là cái đảng Việt Nam Việt Cộng không? Chính xác là nó. Thì toàn dân phải dẹp bỏ ngay lập tức, kẻo chậm trễ toàn dân sẽ bị chúng nó tiêu diệt diệt chủng như chế độ Pol Pot Len Sari. Toàn dân phải thay đổi bộ quần áo dơ bẩn, một ung nhọt hôi thối của lũ cộng phỉ này. Lũ cộng sản nó khôn ngoan hơn Pol Pot Len Sari, nó không có đem ra nó giết người dân Việt Nam ào ạt giống như Pol Pot đã làm trên 1.700.000 người dân, tương đương khoảng 2 triệu người chết ở đất chùa Tháp,
để thế giới nhúng tay vào. Đảng Cộng sản rất là manh mô, mưu mô xảo quyệt, cho nên giết lần giết mò người dân Việt Nam. Gần 2 triệu người đã đi ra nước ngoài và bây giờ tiếp tục đi lao nô gần cả triệu người. Rồi trong nước đã chết lần chết mòn gần mấy triệu người. Nếu so ra đất nước Việt Nam và Campuchia, Pol Pot cầm quyền diệt chủng trắng trợn ngu xuẩn đã chết 2 triệu. Nhưng thằng Đảng Cộng sản đã giết gần hơn cả 10 triệu người dân Việt Nam nhưng mà vẫn không ai biết. Và sắp tới đây, Tàu Cảm sẽ diệt chủng luôn 100 triệu dân Việt Nam. Đất nước Việt Nam rất được thiên nhiên ưu đãi về mọi mặt, về địa lý, về tài nguyên thiên nhiên, khí hậu ôn hòa quanh năm suốt tháng. Đáng lẽ ra, Việt Nam phải đứng nhất nhì châu Á, nói chung và phải đứng nhất vùng Đông Nam Á. Nói riêng, với ruộng vườn rau cải hoa quả rất là xanh tươi trù phú, trồng trọt bằng phương pháp hữu cơ, không dùng phân hóa học, bảo đảm an toàn thực phẩm thì sẽ xuất càng sang các nước Bắc Âu, Bắc Mỹ trong mùa đông đầy tuyết phủ, sẽ tạo ra hàng triệu công việc cho người dân đất Việt. Với bờ biển dài trên 3.200 km, thêm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chúng ta thành lập các hồ nuôi cá, nuôi tôm, nuôi hào, vân vân, sẽ có một nguồn hải sản dồi dào phong phú, xuất càng xuất khẩu khắp toàn thế giới, tạo ra hàng triệu triệu công ăn việc làm cho người dân, phải chế biến các tài nguyên. Thiên nhiên thành ra các sản phẩm có giá trị và người dân có công ăn việc làm phát triển về mọi mặt, đem đến dân giàu nước mạnh. Nhưng mà khi Đảng Cộng sản cầm quyền thì tất cả đều bị kiệt quệ, tan thành mây khói. Đổi vào là ruộng lúa mất mùa, nước mặn xâm nhập, Tàu Cộng chẳng lại những phù sa để làm nhà máy nhiệt điện. Cho nên lũ Cộng sản đã đào xới, hút dầu thô đem đi bán, cho Tàu Cộng đem giàn khoan HD981 vào. Nhiên liệu thiên nhiên là tọa thực sơn băng, đó là cái ngu, cái dốt, cái bất tài, cái vô dụng của một lũ mà kêu bằng ngu dốt cầm quyền là Đảng Cộng sản Việt Cộng ngu ngục, là thảm họa cho đất nước Việt Nam, là tội đồ của dân tộc Việt Nam và của Tổ quốc Việt Nam. Đoàn kết dân tộc là một sức mạnh vô biên, đánh tan mọi sự lạc hậu độc tài, đánh tan những sự phong kiến, đánh tan những sự nghèo khổ, đánh tan những sự bất công, đánh tan những sự lầm than để tiến tới một xã hội công bằng, tươi sáng, văn minh, ấm no và tràn đầy hạnh phúc. Cho nên toàn dân Việt Nam phải ý thức, phải hành động để được kết quả y như mong muốn. Cháu Lisa thương mến, cảm ơn Lisa rất nhiều hàng ngày đến với chương trình Khai Dân Trí. Cái loa phát thanh của Lisa đang làm, một là thông não cho người nào còn u mê, bị nhồi sọ, còn dĩ đoan mê tín, cuồng hồ cuồng đảng ăn cướp, hãm hại dân lành vô tội, phải bừng tỉnh và ăn năn hối cải. Hai, cái lo của Lisa làm cho ban tuyên láo, bộ chính trị, bán nước hại dân đã bị dẹp tiệm, tắt đài, không còn tuyên truyền, phải về vườn để chăn vịt sạch sẽ, bởi vì không còn lừa dối mì dân được nữa, tứ bề thọ địch và mục nát tầng gốc rễ. Toàn dân đoàn kết, mạnh dạn, bền bỉ, sáng suốt, đứng lên là đập tan bọn Việt Cộng được ngay. Chú góp lửa với Lisa để nung nấu lòng yêu nước và tinh thần đấu tranh của toàn dân Việt Nam để đất nước có thanh bình, văn minh, ấm no và hạnh phúc. Chú tặng Lisa 200 đô để bồi dưỡng sức khỏe, số còn lại ủng hộ chương trình và các chiến sĩ cố gắng giữ gìn sức khỏe và cẩn thận nghe cháu. Nhiều quý mến ủng hộ và thương gửi đến cháu Lisa Quay Hùng. Chú Cường đã viết thư ngày 18 tháng 2, 2019. Còn đây là một cái sơ đồ về những cái kế hoạch mà chú chỉ cho Lisa. Thì cái này Lisa không cần phải đọc lên để mà Lisa phổ biến cho những chiến sĩ ở trong nước. Cảm ơn chú Cường tặng nhiều cành hoa chú Cường. Lisa cũng đã nhận được chi phí của chú là 700 đô la. Chú đã gửi tặng Lisa 200, còn 500 ủng hộ chương trình và những chiến sĩ. Các bạn tặng nhiều cành hoa cho chú Cường.
Các bạn thấy rồi đó. Hello chị Lisa yêu yêu. Sau khi mà lũ chó đẻ đảng Cộng sản đã làm nhục bằng cách là không cho người dân, nó đã chặn đường hết những người đấu tranh, không cho xuống đường. Cho nên chúng em đã ra tay cho cháy một xe bồn chở nhiên liệu xăng dầu ở tại Sài Gòn, cột khói cao hàng chục mét chị à. Chiếc xe bồn chở dầu xăng đang lưu thông trên xa lộ Hà Nội thì tụi em đã phục kích và cho bốc cháy dữ dội đúng ngày hôm nay 26 tháng 2 2019. Những gì chị kêu gọi, tụi em thấy toàn dân đang không xuống đường bởi vì lũ đó đông như quân Nguyên, cho nên chúng em đã ra tay phục kích làm cho ngọn lửa bao trùm cả phương tiện, cột khói bốc cao hàng chục mét chị à. Xe chở xăng dầu chạy trên xa lộ hướng thành phố Hồ Chí Minh uống máu kinh đi Đồng Nai chị ạ. À. Cho nên tụi em đã phục kích và làm cho chiếc xe bồn này đã cháy rụi, coi như là cảnh cáo lũ chó đẻ đang đi. Tặng nhiều cành hoa cho những chiến sĩ. Khi gần đến cầu vượt Trạm 2, phường Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh thì đương nhiên đã cho chúng em nằm vào ổ phục kích, cho nên chúng em đã cho chiếc xe mà chở đầy xăng dầu của đảng đỉ bốc cháy ngùn ngục chị à. Tặng nhiều cành hoa cho chị, chúng nó rất là khốn nạn, chúng nó rất là khốn nạn. Sau khi chúng em đã bắt đầu là phục kích xong rồi thì mọi người dân tập trung theo dõi rất là đông, ai cũng xì xào là chiến dịch Ba Sạch quá ghê gớm. Và lũ đầu bò thì không sợ, thì hốt hoảng đã dùng vòi rồng mà không dám lại gần xe bồn, đứng xa để mà dập tắt chiếc xe bồn chở đầy xăng dầu. Lũ đầu bò đã tức tối, sau khi khống chế được ngọn lửa đã trở lại xe chở xăng dầu thì ôi thôi, chiếc xe xăng dầu đã bị nổ và không còn nhìn ra được hình dáng của chiếc xe chở xăng dầu. Tặng nhiều cành hoa cho chị, cứ tiếp tục như vậy đó cho chị. Chiếc xe bồn chở đầy xăng dầu của chúng đã thiệt hại vô cùng to lớn và nặng nề. Lũ đầu bò đã tức tối và cho biết là không có người thương vong, tuy nhiên thiệt hại rất là nhiều và đang điều tra tại sao xe chở xăng dầu đầy tăm tắp như vậy mà tự nhiên lại phải bị cháy. Cứ việc mạnh mẽ lên như vậy đó cho chị. Tặng nhiều cành hoa cho chị. Hello cô Lisa, xin cô Lisa xem lại, nếu tôi không sai, lũ Cộng sản Việt Cộng Hà Nội đã trình đơn đề nghị xin Mỹ và Bắc Triều Tiên cho Việt Nam cơ hội tổ chức ngày hội nghị lần thứ hai giữa President Donald Trump và Kim Jong-un tại Hà Nội. Hình như Việt Nam Hà Nội đã trúng thầu để tổ chức ngày hội nghị 27-28 tháng 2 2019 với giá từ 10 đến 12 triệu đô la. Số tiền này hoàn toàn do Mỹ trả cho lũ Ba Đình Hà Nội để lo an ninh khách sạn, thực phẩm và linh tinh. Nếu tôi không sai, lần thứ nhất hội nghị giữa President Trump và Kim Jong-un tại Singapore, Mỹ đã trả đại thoại tất cả chi phí là khoảng 16 triệu đô la cho chính quyền Singapore. Hội nghị giữa President Trump và Kim Jong-un tại Hà Nội, Việt Nam có được những cái lợi nôm na như sau. Thứ nhất là Việt Nam có tí đô la xài chơi. Kế đến Việt Nam có tiếng khắp thế giới như là một ngày lịch sử hội nghị giữa hai nhà lãnh đạo về nguyên tử hạt nhân. Thứ ba, thế giới sẽ biết đến Việt Nam nhiều hơn. Các nhà đầu tư trên thế giới có thể nhân cơ hội để đến Việt Nam quan sát, xài đô la và có thể để mở mậu dịch thương mại, kỹ nghệ sản xuất, khách sạn và khai triển du lịch. Việt Nam sẽ để kiếm được nhiều đô la tùy theo tình hình an ninh trong xã hội. Tôi nghĩ không nghĩ Tàu Cộng sẽ để cho Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa tự phát triển và xin lời với thế giới Tây Phương. Nếu có thì ở ngoài cái vỏ là Việt Nam, nhưng bên trong là của Tàu Cộng và hệ thống tài phiệt kinh tài của tình báo Hoa Nam làm chủ nhân ông.
chủ sì, tạo cảm thừa cơ hội di dân qua nhiều hơn, sinh sống và định cư để đẩy dần dân tộc Việt Nam vào con đường tự hủy diệt. Sau cùng là chính quyền Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa sẽ được cái thế là câu giờ cho sự tồn tại lâu dài hơn đối với sự chống đối của người Việt ở quốc nội và hải ngoại. Cô Lisa xem lại cái mưu thâm của thằng Trầm Lũ và Phát Niền, giả vờ phóng lên tin là Trầm Lũ đã bỏ đi qua Miên và Lào để trách mặt không thèm tiếp, hay là gặp Tổng thống Trump và Kim Jong-un. Cái thâm độc và gian ác là thăm dò dư luận và là cái bày cho những ai vội vàng chống đối nổi loạn, mong lật đổ Trọng và Phúc, nhất là phe Nam Cộng. Đừng vội tin cái bọn tiểu nhân với những mưu xảo hèn hạ, đê tiện và ấu trĩ của lũ mật vụ và tuyên vận Cộng sản Việt Cộng. Bất kỳ điếm chảy làm chánh trị, toàn dân Việt Nam cũng không có đứng lên được rồi. Lisa đã tiên đoán, nhưng mà mọi người kêu Lisa thì Lisa ủng hộ, chứ Lisa biết rồi, không có người nào đứng để mà làm trung gian thì làm gì mà đứng lên. Lời cuối, tôi không biết ai đưa tin information cho cô là lũ chính quyền Hà Nội đã xài 300 triệu đô la để chi phí lo tổ chức cho ngày hội nghị giữa Tổng thống Trump và Kim Jong-un. Số tiền đô la chi phí hình như không đúng và quá lớn. Cô Lisa thông báo lên chương trình ngày 25 là ngày hôm qua. Xin cô Lisa xem lại. Ok. Thì nếu người ta đưa tin sai thì cũng không sao. Thì bây giờ anh đã đưa tin lên lại rồi thì ok. Cái đó là tin ở trong nước nó đưa ra, thì có thể nó ghét thù cái chế độ cộng sản nó đưa như vậy, cũng không chừng. Cảm ơn anh nha. Đường nào thằng cộng sản nó cũng chơi khăm mà, nó cũng chơi khăm rồi. Thằng Kim Jong-un qua nó đem lúa gạo, nó qua nó viện trợ cho thằng Bắc Hàn. Thằng Bắc Hàn đó chết mẹ, có viện trợ gì được cho nó. Vậy mà nó cho toàn dân những này là Việt Nam ngu, cho học sinh ra xếp hàng đó chào thằng Kim Jong-un. Còn Donald Trump thì nó sợ, nó cho an ninh mật vụ chặn hết những nhà dân chủ, sợ người ta xuống đường để mà biểu tình, để mà đòi tự do dân chủ. Bao nhiêu đó thì mọi người cũng đã thấy được như thế nào rồi, thấy được cái bản mặt hốt nạn của cái đảng tà quyền nó như thế nào rồi. Đó, là thằng Kim Jong-un ra vẫy tay để mà chào mọi người đó. Đàn áp người dân như vậy đó. Mà thằng nghèo á, nó lên nó nói mất dân là mất tất cả. Gia bộ nó nói trên cái lo của nó vậy thôi, nhưng mà thiệt ra nó là mẹ nó ra nó đập đầu người dân tiêu tùng như vậy thôi. Chỉ có như vậy thôi. Bạn coi đi, những nhà đấu tranh mà dân chủ đó thì bắt đầu nó giả bộ, nó giả ăn nên nó đứng ở trước nhà người ta, nó rình như là chó vậy nè, chó hai chân nè, đó đó, toàn là những cái gương mặt, mà vấn đề là cái bằng mặt xanh nên dài không đó, nó ngồi yên như bầy bò, nó chặn hết như vậy, đâu có ai xuống đường nữa được đâu. Chị đó tiên đoán rồi, chị đó nói rồi, nó đập cho quảng kinh thần hồn, nó vô email của chị đó, nó nói mày kêu đi coi ai dám xuống đường, tao đập cho gãy xương sống luôn. Bây giờ đó là dân Việt Nam là phải là những này là của tụi tao là rất là đông, đâu có ai dám xuống đường. An ninh được siết chặt tối đa để bảo vệ thượng đình Trung Kim bằng cách thả những con chó hai chân canh nhà dân quan và những anh em dân chủ, không cho họ ra đường, không cho họ ra khỏi nhà để chào đón Donald Trump. Mặt khác thì bọn chúng lại cho học sinh và vợ của công an và những người dân ngu, dư luận viên cầm cờ đỏ và cờ Triều Tiên để mà đốt Kim Jong-un ở tại ga. Các bạn thấy khi mà đoàn xe lửa của thằng Kim Jong-un tới rồi, các bạn thấy cầm cờ vẫy, ta nói hả, những này là đứng ngập đường hết trơn. Còn trong khi Donald Trump xuống rồi, nó chỉ đưa một cái nhóm nào đó thiếu nhi của thằng Hồ Chí Minh uống máu kinh, bắt đầu giả bộ chạy vô ngay phi trường thôi, chứ không bao giờ đi ra ngoài đường mà cho người dân đốt tiếng hết. Chỉ có nhụm trong chẩm thôi. Còn thằng Kim Jong-un ra, các bạn thấy từ đường xá, từ vấn đề là kêu bằng là ga, mà vấn đề từ ga xe lửa mà dài vô tới vấn đề là xà nổi, ta nên đứng xếp hàng đội mưa được chứ để mà chào đó, khốn nạn vậy. Thằng chó đẻ Võ Đại, phó chủ tịch Ninh Thuận đã hạ cánh an toàn ở bên Mỹ, tiểu bang Mississippi rồi chị à. Đây là thằng, vấn đề là kêu bằng Võ Đại, nó đã hạ cánh an toàn
ở bên Mỹ rồi đó, ở tại tiểu bang Mississippi rồi đó. Đó. Trung tâm hỗ trợ người nghèo lừa người nghèo 148 tỷ đồng. Khốn nạn không? Lợi dụng danh nghĩa trung tâm hỗ trợ người nghèo cho nên móc nối với những người ở bên Mỹ này, giả bộ nó giúp đỡ cho những người bị tàn tật ở Việt Nam, trái tim Việt, trái tim nhân ái, vượt lên chính mình để vẽ ra chương trình rồi lừa tiền của hàng chục người, hàng triệu người. Thí dụ như nó quyên tiền được khoảng chừng 1 tỷ thì nó chỉ có hỗ trợ chừng 200 triệu thôi, còn 800 triệu nó bỏ túi nó riêng. Đó, bên đây đó mấy người bên đây đi làm từ thiện, đi vô mấy cái hội làm đi, nó đăng báo lên đây nè, nó gom hết tiền bạc của mọi người gần cả tỷ vậy đó. Bắt đầu nó đem về, nó giả bộ nó đưa một hai gia đình nào lên, bắt đầu nó lên truyền hình, bắt đầu là giỏi lắm, xây căn nhà tình thương, chưa tới những này là cái bằng nó là 10 triệu đồng nữa đó. Làm từ thiện đi. Trường trung học cơ sở Long Hòa, thằng thầy giáo đánh nữ sinh vẹo cột sống đã xin từ chức tổ trưởng. Tao đập cho mày ẹo xương sống mày trở lại, chứ cái mặt thằng chó đẻ này nó quánh nè. Đó, con người ta mới học lớp 4, lớp 5 nó quánh 150 cây roi ẹo xương sống. Vậy mà những thành phần này nó còn sống nhẫn nhơ trong nước vậy mà nó là đảng viên đó. Gia đình không ai dám làm gì đó nó. Mẹ gặp tao, tao cầm cái thun vuông, tao canh me cho đi ra giữa đường, tao đập cho mày ghế cốt cốt mày. Hello chị Lisa, bọn chúng tới nơi tu hành của sư cô Diệu Hải để mà tụi nó gửi giấy mời đi. Cô đã trả lời thẳng thừng không đi. Thằng chó đẻ tới mời trên miệng còn cầm điếu thuốc, ngậm điếu thuốc hết sức là mất dạy. Thì đó, cái lũ con cháu thằng già hồ là gì? Xã hội gì mà bình yên phát sốt phải đeo băng rôn chính chủ để khỏi bị chết quan. Bởi vì ra đường bây giờ người ta chỉ cần la lên là bắt đầu bắt cóc, là toàn dân súng lại để mà đánh. Mà nói đó, mai mốt thấy thằng nào mà vấn đề là tàn ác cho người dân, giả bộ nó mày bắt cóc hả, thấy nó ẵm con nó gì đó, giả bộ nó bắt cóc con nít kìa, bắt đầu nhào lại đập cho nó chết mẹ nó đi. Xã hội bình yên có lũ con cháu thằng già hồ đó. Chủ tịch huyện không có bằng đại học đã xin nghỉ hưu bởi vì sợ thằng chó đẻ, vấn đề là trọng lú đưa vào lò chị ạ. Bây giờ cha con của nó bắt đầu rụt rực hết trơn rồi, còn là báo chí đăng cái thằng này không có bằng mẹ cho, hóa ra là làm chủ tịch của một cái huyện gần mười mấy năm nay, xây nhà 3-4 tấm, rốt cuộc rồi không có tấm bằng nào trong người chứ, toàn là cái lũ lớp 3 trường làng không. Xã hội nó thối nát như vậy đó. Mọi người đã nghe tin của chị và mọi người các em ở trong nước đã để lá cờ máu chó ở dưới cái ghế của mình, phải để trong nhà cầu luôn nữa, tặng nhiều cành hoa cho những em trẻ ở Việt Nam đã nhìn thấy và biết được lá cờ máu lờ. Nhiều nhà máy của Tàu Cộng chế biến thịt heo chết do nhiễm sốt heo ở châu Phi, bắt đầu nó đem qua Việt Nam, tao cho dịch kiều nó về nó ăn cho nó chết mẹ nó đi. Bây giờ những cái loại mà heo nó bị vấn đề là cái bằng là bên Phi Châu, bây giờ nó thương lái của Tàu Cộng nó qua Phi Châu nó mua, nó không có thiêu hủy, nó đem ngược trở về để nó làm xúc xích, được khi nó đem nó dồn qua cho Việt Nam ăn. Bắt đầu xe container nó từ bên Phi Châu nó chở về, các bạn coi nè, heo nằm chết 3-4 ngày về nó chế biến để mà ăn, nhào vô mà ăn đi. Đó, đi về Việt Nam để ăn nhiều chút. Hình ảnh ở bãi biển ở Vĩnh Lương Nha Trang đầy rác, được một nhóm người nước ngoài đã bắt đầu là lụm chị ạ. Đó, thiên đường của xã hội chủ nghĩa. Con cháu của thằng già hồ bây giờ người nước ngoài mới đi lụm rác ở những cái bãi biển vậy nè. Tao nói con đùm quần lót rồi kia tùm lum hết trơn, vô giấy như vậy đó. Ai xuống tắm biển ở Việt Nam chịu dám tắm đâu, xuống dưới khai ngát mùi nước đáy. Vậy mà mấy người Việt kiều bên đây ham chạy về lắm, chạy về để mà vấn đề là uống nước đáy chứ có mẹ gì đó. Trong cái thiên đường mà xã hội chủ nghĩa là nó như vậy đó, về để uống chứ không gì, ăn uống chứ không gì chứ. Coi như hôm nay là 26 bên đây, bên Việt Nam là 27 rồi đó, chuẩn bị 27 rồi. Ngày mai là bắt đầu là cái bằng đó là mẹ sẽ bắt đầu là cái bằng là họp thượng đỉnh của ông Trump và ông Kim Jong Un, của thằng Kim Jong Un. Bạn thấy nó khốn nạn vậy đó.
Chị ơi, thằng chó đẻ tội đồ Trọng Lú nó đã về tới Việt Nam rồi, ở phi trường Bông Nguyên Thuộc nha chị. Nó chuẩn bị gặp ông cố nội của nó là thằng chó đẻ. Vấn đề là kêu bằng đó là mẹ Kim Jong Un chị à. Hello chị Lisa yêu yêu, hôm nay em cung cấp cho chị những tin tức sau đây. Tin nóng nhất hôm nay là Mỹ đưa thêm 2 chiến hạm vô eo biển Đài Loan để tiếp tục uy hiếp Tàu Cộng, bóp cổ cho Tàu Cộng lè lưỡi ra ngoài. Bề ngoài thì Mỹ nói đàm phán với Tàu Cộng, nhưng bên trong lại âm thầm đưa tới 2 chiến hạm trang bị đầy đủ vũ khí vô eo biển Đài Loan để tiếp tục uy hiếp Tàu Cộng, chặn đường không cho Tàu Cộng bành trướng ra Biển Đông và biển Thái Bình Dương. 2 chiến hạm thuộc hạm đội 7 đã âm thầm đi lù lù vào Đài Loan mà không hề thông báo trước, làm cho Tàu Cộng vô cùng tức giận và sợ hãi, bởi vì radar của Tàu Cộng không phát hiện được chiến hạm của Mỹ đi vào eo biển Đài Loan, nên tới khi Mỹ lù lù đi vô thì Tàu Cộng sợ khiếp vía, đái ỉa trong quần, không biết chiến hạm Mỹ ở đâu ra mà chạy vô Đài Loan như chỗ không người. Nếu Mỹ muốn đánh thì cả vùng Duyên Hải Sơn Đông, Quảng Đông của Tàu Cộng sẽ tanh bành hết, mà Tàu Cộng không kịp phòng thủ, càng không thể phản công gì được. Tình hình vẫn đang vô cùng nóng hổi, bởi vì Bộ Tứ Mỹ Nhật năm hàng Đài Loan đều đồng loạt bao vây siết chặt Tàu Cộng cùng một lúc, làm cho Tàu Cộng nghẹt thở, hết còn vương vội bạch tuộc ra được nữa. Quan trọng nhất là Mỹ đang dồn vũ khí vào Biển Đông và Thái Bình Dương, nên sẽ còn tiếp tục siết cổ Tàu Cộng thêm nữa, chứ không có chuyện buông ra. Lần sau thì Mỹ có thể đem hàng không mẫu hạm vào Đài Loan để tăng cường uy hiếp đối với lũ Tàu Cộng, chứ không dừng lại ở 1-2 chiến hạm đơn lẻ nữa. Còn Tàu Cộng thì hoàn toàn bất lực, không làm gì được Mỹ, vì vũ khí quá dở, cũng không dám đụng tới Mỹ vì hèn nhát, cho nên Mỹ tha hồ tung hoành như chỗ không người ở eo biển Đài Loan. Thế cờ đang nghiêng về Mỹ, còn Tàu Cộng đang bị bao vây tứ bề thọ địch, hết con đường sống sót, chuẩn bị thua tới nơi. Tàu Cộng thua thì chỉ còn lại Iran và Nga Cộng sẽ bị Mỹ tiếp tục bóp chết lần lượt, từ đứa một. Đây là chiếc tàu mà của vấn đề là Hoa Kỳ hôm nay đã lù lù vào eo biển của Đài Loan, làm cho Tàu Cộng phải phát kinh thần hồn, bởi vì radar của Tàu Cộng không biết tại sao mà hạm đội 7 của Hoa Kỳ đã lù lù vào eo biển Đài Loan chở đầy vũ khí mà radar của Tàu Cộng cũng không phát hiện được. Đấy, giữa lúc Mỹ đe dọa Tàu Cộng thì Ấn Độ cho thả bom nặng 1 tấn qua Pakistan là đàn em của Tàu Cộng, rồi lấy cớ là tiêu diệt tài khủng bố, cho nên kích chiến tranh sắp bùng nổ tới nơi. Cụ thể là không quân của Ấn Độ viện cớ là Pakistan chứa chấp khủng bố, nên vừa cho thả một trái bom hạng nặng loại 1 tấn xuống một căn cứ quân sự ở Pakistan, gây thiệt hại hết sức là nặng nề, sang bằng cả tòa căn cứ, vì đây là loại bom hạng nặng chuyên dùng để phá hầm hào căn cứ, cho nên Ấn Độ thả xuống là tất cả đều bị sang bằng thành bình địa, không còn ai sống sót nổi dưới sóng xung kích của trái bom hạng nặng này. Hậu quả là đã chết cả 100 lính Pakistan vì không kịp đề phòng, nên lành hết sức công phá của trái bom 1 tấn, tới xương cốt cũng không còn để chôn. Rồi sau đó, Ấn Độ ăn mừng trên truyền thông là đã thành công tiêu diệt được một căn cứ khủng bố, đã tiêu diệt được tài huấn luyện khủng bố bên Pakistan, làm cho Pakistan vô cùng tức giận, sắp kích chiến tranh bùng nổ tới nơi. Nguyên nhân là Mỹ đã kiềm chế được Tàu Cộng, cho nên Ấn Độ mới tự tin đánh qua biên giới của Pakistan để bóp chết thằng đàn em của Tàu Cộng, để phá thế liên minh gọng kìm của Pakistan và Tàu Cộng,
Còn không thì tới lúc Pakistan và tàu cấm liên minh cùng đất gọng kìm thì Ấn Độ chết trước. Tình hình hiện tại vô cùng căng thẳng bởi vì Pakistan đã cho báo động toàn quân đưa lính tới sát biên giới của Ấn Độ để chờ lệnh phản công báo thù, chuẩn bị cho chiến tranh lần này. Pakistan thừa biết là nếu không điều quân áp sát thì Ấn Độ sẽ còn đánh qua tiếp tục, sẽ chiếm luôn, và Mỹ có thể điều quân vô giúp Ấn Độ thì Pakistan chết chắc, cho nên mới gấp rút điều quân tới dọc biên giới Ấn Độ để chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Quan trọng nhất là Pakistan sẽ cầu cứu thằng Tàu Cộng để nhờ Tàu Cộng giúp đỡ về vũ khí, lương thực nhằm cân bằng các cân lực lượng với liên minh Mỹ Úc, nên lần này có thể bùng nổ chiến tranh thế giới lần thứ ba giữa bốn nước Mỹ Úc và Pakistan Tàu Cộng. Ấn Độ đang lợi dụng lúc Mỹ còn mạnh để cho leo thang chiến tranh nhằm chiếm lợi thế, kéo Mỹ vô giúp Ấn Độ đến cả Pakistan và lũ Tàu Cộng. Chiến tranh Ấn Độ Pakistan bùng nổ thì có thể kích chiến tranh thế giới lần thứ ba bùng nổ một khi Mỹ và Tàu Cộng đã dính vô cuộc chiến của giữa Ấn Độ và Pakistan. Đây là Pakistan hôm nay đã thả một tay bom hạng nặng ở tại lãnh thổ của Pakistan, nói là đã tiêu diệt được một cái trại khủng bố của Pakistan, nhưng thật sự đây là quân đội của Pakistan, mà thằng Pakistan lại là thằng đệ tử của thằng Tàu Cầm. Cho nên Ấn Độ đã bắt đầu tiên hạ thủ vi cường, đã đánh cho thằng Pakistan trước để cho nó không hoàn hồn. Ấn Độ làm hoàn toàn đúng, đánh thẳng thì nó dễ né, cho nên đánh lén nó khó lường được, cho nên thả một trái bom hạng nặng một tấn xuống để cho cha con nó rúng động, như vậy là kể như là đã chiếm ưu thế. Sau khi siết chặt được Tàu Cộng ở Biển Đông và Thái Bình Dương thì Mỹ lại thay đổi kế hoạch rút quân bên Syria. Cụ thể là Mỹ chỉ để lại 200 lính để trấn giữ Syria thì không đủ, cho nên giờ Mỹ đã cho tăng quân gấp đôi là 400 lính ở lại để trấn giữ Syria, chứ không rút quân hết nữa. Kế hoạch rút quân lại thay đổi, lần này tăng lên tới 400 quân ở lại, nhưng đây chưa phải là con số cuối cùng, mà có thể sẽ còn tăng thêm nữa không chừng. 400 lính này có thể sẽ đóng quân ở sát biên giới Syria và Iraq để chặn tuyến đường huyết mạch từ Iraq và Iran qua Syria, nhằm ngăn chặn không cho Iran đột nhập qua Syria để bành trướng ra khắp Trung Đông. Tình hình bên Trung Đông đã thay đổi văn cờ bởi vì Mỹ đã thay đổi hoàn toàn kế hoạch, không rút hết khỏi Trung Đông nữa mà vẫn cắm chốt ở lại để kiểm soát tình hình. Cho nên Nga Cộng và Iran độc tài đều bị Mỹ kiềm chế, không còn bành trướng ra được nữa ở xứ sở Syria. Khoảng 2 giờ sau khi tiêm ngừa vaccine Combi-Fi, một cháu bé 2 tháng tuổi có triệu chứng khó thở, mình mày tím tái. Mặc dù được gia đình đưa đi cấp cứu, nhưng cháu đã tử vong. Cái này chị Lisa đã nói rồi, nhưng mà lũ đầu bò ở Việt Nam không tin, cho nên đã bị chết một cách vô tội vạ bởi đem con em mình tiêm vaccine Combi của Tàu Cộng. Tình hình bên Venezuela có biến động lớn bởi vì Maduro đã cho cắt hết quan hệ với Colombia, đồng thời phong tỏa hết biên giới với Colombia để chặn hết hàng viện trợ. Cụ thể là thằng Maduro tin lời của Cuba và Nga Tàu nên mới ra lệnh phong tỏa biên giới, trục xuất đại sứ Colombia và cắt hết quan hệ ngoại giao. Súng bắt đầu nổ hai bên biên giới qua lại vì sợ Colombia sẽ cho Mỹ mượn đường để viện trợ vũ khí cho phe đối lập tổng thống Guaido để đánh lại phe Maduro. Cho nên Maduro cho phong tỏa hết biên giới, chặn hết hàng viện trợ cho chắc ăn. Quan trọng nhất là Maduro sợ là Colombia sẽ xua quân đánh qua biên giới nên mượn cớ này để phong tỏa hết đường biên giới
để chặn đường quân Colombia khi có chiến tranh xảy ra. Tình thế bên Venezuela lúc này vô cùng căng thẳng bởi vì Maduro đang liều mạng tới cùng để chống Mỹ nhằm giữ vững chế độ cộng sản độc tài, nên mọi thủ đoạn đều đã được tung ra hết để chống lại Mỹ và phe đối lập của Guaido. Nếu Mỹ không nhảy vô thì Maduro sẽ dần dần chiếm lại ưu thế rồi tiêu diệt sạch phe đối lập, thì cách mạng bên Venezuela sẽ thất bại. Có thể là Mỹ sẽ cho bắn Tomahawk và dội bom vô Venezuela trong vài ngày nữa nếu quân đội vẫn tiếp tục đàn áp và đốt những cái xe cứu trợ lương thực. Trước lúc hoặc trong khi hội đàm với Kim Jong-un để hăm dọa tinh thần Bắc Hàn cũng không chừng. Mỹ mà đất vô thì Maduro chắc chắn phải chết, chứ không còn cách nào sống sót nổi. Và toàn dân sẽ nổi lên để mà hưởng ứng, bởi vì tình hình Venezuela đã đối tới tràn bản hồng. Thời gian không cho phép. Lisa hẹn gặp lại quý vị và các bạn với những tin tức vào ngày mai. Thân ái, chào quý vị và các bạn thân mến.